Mình là huấn luyện viên Phạm Quỳnh Trang, mình đến từ câu lạc bộ thể dục thể thao Elite Fitness. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các bài tập cho phần cơ bụng của các bạn, giúp cho vòng hai của các bạn săn chắc, thon gọn. Và sắp tới mùa hè rồi, các bạn sẽ luyện những bộ bikini sẽ rất là hấp dẫn. Các bạn nằm xuống thẳng, hai chân cố gắng dựng khuôn góc, hai tay chạm vào nhau và thực hiện động tác. Khi thực hiện động tác, các bạn chú ý tập trung vào vùng cơ bụng và cảm nhận cơ bụng kéo gập thân trên lên. Khi lên trên, các bạn làm động tác thở ra, xuống các bạn hít vào, lên thở ra. Các bạn đã cảm nhận vùng cơ bụng co chưa? Khi các bạn gập lên, các bạn phải gập tối đa làm sao để cảm nhận cơ bụng của mình co hết cỡ lên thì bài tập của chúng ta mới đạt được hiệu quả. Còn nếu như các bạn tập luyện tại nhà, các bạn có thể sử dụng chai nước để chúng ta thực hiện động tác này. Đầu tiên, các bạn ngồi thẳng lưng, hơi ngả về phía sau một chút và đồng thời nâng chân lên. Sau đó chúng ta sẽ khép hai tay lại với thân người và chúng ta thực hiện động tác xoay sang phải, xoay sang trái và liên tục. Chúng ta sẽ làm bên trái, bên phải được tính là một lần và tổng chúng ta sẽ làm 20 lần. Các bạn chú ý khi tập luyện bài này, các bạn phải cảm nhận cái phần cơ bụng bên của chúng ta hoạt động một cách tối đa. Có mỏi không các bạn? Cố gắng lên nhá. Rồi, động tác thứ 3 mình sẽ giới thiệu cho các bạn là động tác gập bụng với bóng. Và khi các bạn làm động tác này, các bạn lưu ý đó là chân mông của chúng ta ngồi trên 1/3 của quả bóng và tay của chúng ta để sau tai. Khi thực hiện động tác, các bạn cố gắng siết mông, đùi cũng như là chân của bạn giữ nguyên ở vị trí đó và ngả người ra sau. Khi ngả người ra sau thì các bạn không được ngả sâu xuống như thế này mà chỉ ngả như thế này thôi, và chú ý cổ của các bạn thẳng, đừng gập lên như thế này. Đây đúng không ạ? Và chúng ta thực hiện động tác hít, thở, hít, thở. Các bạn có cảm nhận được vùng co của mình là gì không ạ? Rồi, cố gắng lên ạ, hít, thở. Rồi, thì xin giới thiệu với các bạn động tác thứ tư, đó là động tác plank. Và kỹ thuật của động tác plank này sẽ giúp cho cơ trọng tâm của chúng ta săn chắc hơn, khỏe hơn. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị đứng tay trước, tay các bạn hai thủ trọng tay của chúng ta sẽ mở rộng vào vai và bàn tay mình mở ra và hướng hình mũi tên. Sau đó chúng ta sẽ nâng gối lên và thực hiện động tác. Chúng ta những lỗi sai của chúng ta thường khi mà mới tập bài này, các bạn sẽ bị võng lưng như thế này và chúng ta sẽ phải đẩy mông lên làm sao để lưng của chúng ta thẳng và cơ bụng của chúng ta giữ. Những người mới tập thì có thể giữ khoảng 30 đến 45 giây, còn những người mà chúng ta cơ bụng khỏe, các bạn có thể làm 1 phút trở lên. We'll be right back.
tác thứ 5. Đó là động tác tập luyện cho chủ yếu là vào vùng dưới. Và mình sẽ thực hiện động tác cho các bạn. Đầu tiên, chúng ta nằm xuống và thực hiện động tác hai tay xuôi ngang hông. Sau đó các bạn nâng chân lên, co gối lại, đẩy động tác chân lên cao. Và chú ý khi mà đẩy lên, chúng ta sẽ đẩy theo phương thẳng đứng và thu về, duỗi chân ra. Khi mà các bạn duỗi chân ra, các bạn chú ý là lưng của chúng ta luôn luôn phải được ở trên mặt sàn, không được cong lưng. Nếu các bạn cong lưng như này, nó sẽ không tốt cho cuộc sống của chúng ta. Và các bạn sẽ thực hiện động tác chuẩn. Khi các bạn đẩy lên, các bạn làm được động tác thở ra. Khi xuống thì chúng ta từ từ hít vào, lên, xuống. Các bạn cố gắng khi mà chúng ta hạ chân xuống thì chúng ta phải siết thật chặt cơ bụng để chúng ta tránh cái việc mà các bạn sẽ cảm thấy bị đau lưng một chút. Các bạn sẽ phải siết thật chặt cơ bụng vào. Nhiều năng lượng. Hãy đón xem các clip tập luyện tiếp theo của kênh Em Đẹp.